học để khẳng định mình. Chào các em, cô Trang này. Hôm nay cô sẽ giúp các em tổng ôn và giả soát lại tất cả những kiến thức tiếng Anh nhé. Tất nhiên là trong một thời lượng bài giảng rất là ngắn thì sẽ không thể nào mà trả lời hết các câu hỏi của các em được. Tuy nhiên thì cô sẽ lấy những cái điểm mấu chốt nhất và cũng dựa trên những cái câu hỏi mà các bạn đã từng gửi cho cô để trả lời dần nhé. Thế thì còn 10 ngày nữa thôi, đúng không nhỉ? 10 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ thi. Như vậy thì không biết là các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Như bạn First, này hỏi là gì? First, are you ready for your final exam? Và bạn này trả lời là gì? Well, not really. I'm so nervous. What should I do? Alright, thế thì đây cũng có lẽ là một cái tâm trạng rất là common của chúng ta, đúng không? Kỳ thi sắp đến rồi và có một chút lo lắng, có một chút gì đó vẫn chưa sẵn sàng, đúng không nhỉ? Thì hy vọng là sau buổi hôm nay thì các em sẽ sẵn sàng các em nhé. Thế thì bài tổng ôn của cô Trang hôm nay sẽ thứ nhất là chia làm 3 phần. Thứ nhất là cái bước chuẩn bị mà chúng ta trước khi đi thi, đúng chưa? Và sau đó thì chúng ta cái bước về kiến thức là chúng ta sẽ phải giả soát lại cái gì. Và cuối cùng là chiến thuật làm bài trong ngày thi. Ok, thế thì cái bài này thì nó sẽ hơi khác một chút, là cô Trang sẽ chia sẻ một số các cái kinh nghiệm cũng như là trả lời trực tiếp luôn những gì mà các bạn băn khoăn, những gì mà các bạn đã gửi tới cô Trang trong vài ngày gần đây các em nhé. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ nói trước về kỹ năng quản lý thời gian và giả soát kiến thức. Thế thì như cô đã nói với các em rất là nhiều lần là khi mà cô đến bên Úc là cô rất là ngạc nhiên, bởi vì là người Úc có khả năng tập trung rất là cao độ, và khi mà các bạn ấy có một cái project là kết quả tốt hơn người Việt làm rất là nhiều. Nhưng tuy nhiên các em biết sao không? Không hề thông minh hơn, không hề nhạy bén hơn, kể cả về thể lực thì cũng không phải là quá cường tráng hơn chúng ta nhiều đâu. Nhưng mà là gì? Các bạn ấy có một kỹ năng quản lý thời gian hết sức là tuyệt vời. Đó, chính vì thế nếu mà những học sinh offline của cô Trang khi mà đến á, thì là luôn luôn cô sẽ phải bắt các bạn ấy ngồi ghi ra là chi tiết là từng ngày các bạn ấy sẽ làm cái gì và sẽ còn bao nhiêu thời gian để học tiếng Anh. Và sau đó thì sẽ cho các bạn ấy một chiến thuật cũng như là một cái lộ trình để học tiếng Anh làm sao để đạt được cái mục tiêu mà các bạn ấy đã muốn, đã đề ra. Ok, và cũng để cho các em biết, kể cho các em một cái câu chuyện như thế này, câu chuyện thực tế luôn. Đó là rất là nhiều năm con người không tin rằng là mình có thể là chạy một dặm trong vòng 4 phút. Thế nhưng mà khi có một bạn tên là Roger, bạn ấy đã vượt qua cái ngưỡng này, bạn ấy đã bứt phá kỷ lục. Thì lập tức là sau bạn Roger thì lập tức có 20.000 người nữa có thể làm cái điều mà từ trước đến nay người ta nghĩ là mình không bao giờ có thể làm được, con người không bao giờ có thể làm được. Điều này chứng minh cái gì? Điều này chứng minh là khi mà mình có niềm tin và khi là mình nghĩ là mình làm được thì cái điều kỳ diệu nó sẽ xảy ra. Như vậy thì trước kỳ thi, cô Trang muốn nhấn mạnh lại là cái tâm lý nó rất là quan trọng. Rất là nhiều bạn gửi câu hỏi đến cô Trang bảo là cô ơi, em từ năm còn 1-2 tháng hay là còn 2 tuần nữa thì em có thể bứt phá được không? Thì cô muốn các em luôn tin vào bản thân, cái gì cũng có thể xảy ra, chỉ cần là em tập trung, em có lộ trình và cái lộ trình đó nó rất là khoa học thì hoàn toàn có thể được em nhé. Thế thì lộ trình như thế nào, đúng không? Thì các cái cấu trúc đề thi thì chúng ta đã biết rồi, đúng không? Ngoài ra trên Facebook của cô Trang thì có soạn cho các em rất là nhiều tài liệu cũng như là rất là nhiều đề để chúng ta tham khảo rồi, đúng không? Thế thì đầu tiên là chúng ta sẽ xây dựng một cái plan. Cái plan ở đây kể cả là về từ mới, kể cả là về 10 phần trong những phần mà chúng ta sẽ phải đi qua, thì nhớ cho cô cha là khi mà chúng ta giả soát đó, là chúng ta không phải là giả soát một lần mà ít nhất là 3 lần cho cô cha, cũng như là một cái từ mới em học, em kiểm tra, em thấy là ok, mình thuộc cái từ này rồi. Tuy nhiên một lần chưa đủ, em phải sắp xếp thời gian làm sao để em có thể đi lại lại, đúng không? Giả soát lại nó được ít nhất là 3 lần thì cái từ đó nó mới thật sự là của các em nhá. Đó, và cái việc xây dựng niềm tin như cô đã phân tích ở trên nó là rất là quan trọng, đúng không? Thế thì em có thể cho những cái slogan nhỏ nhỏ trong phòng ngủ hoặc là ở trong cái bàn làm việc của các em, bàn học tập chẳng hạn. Như là đây cô có một cái bức tranh cũng khá là vui vui này này. Đó là chúng ta quyết tâm đỗ, quyết tâm vào cái trường đó và chúng ta sẽ bằng mọi giá chúng ta làm được. Và chúng ta tin là chúng ta làm được thì chúng ta sẽ làm được. Thì cô nghĩ là đối với cái góc học tập hoặc là đối với cái nơi mà các em hay nhìn á,
là các em cũng nên xây dựng cho mình những cái câu nói để mang lại cái nguồn năng lượng rất là positive, rất là tích cực để mình có niềm tin vào bản thân hơn. Ok, thế thì giả soát chúng ta sẽ giả soát cái gì, đúng không? Thế thì cái bài thi phổ thông trung học thì các em biết rồi, nó sẽ gồm có 10 phần như thế này, đúng không? Đầu tiên là pha âm này, trọng âm này, tìm lỗi sai này, tìm từ đồng nghĩa trái nghĩa này, viết lại câu này, idioms này, giao tiếp này, hoàn thành đoạn này, đọc hiểu này, và rất là nhiều chủ đề trong phần ngữ pháp, đúng không? Hầu như là những cái phần này trừ cái phần đọc hiểu ra thì đều liên quan đến cái phần ngữ pháp, cho nên tất cả những cái phần ngữ pháp trong kỳ thi trung học phổ thông đó là các em phải giả soát lại từ lớp 11 lên lớp 12, và ngoài ra thì còn mở rộng thêm, đúng không? Thế thì bài giảng hôm nay của chúng ta, cô Trang sẽ làm nó hơi khác đi một chút, là cô Trang sẽ không đưa nó vào một cái hệ thống cứng nhắc, mà cô Trang sẽ lại bắt đầu từ những cái câu hỏi mà các bạn đang băn khoăn, bởi vì cô rất là quan tâm đến cái cảm nghĩ của các em đó. Thế thì cô sẽ trả lời dần những cái câu hỏi mà cô nhận được nhiều nhất nhé. Rất nhiều bạn, trong đó có bạn Thanh Tú, hỏi cô như thế này: cô ơi, cô có thể cho các con các techniques để làm bài ngữ âm và trọng âm khi mà con bị mất cân bản được không? Ok, đến cái giai đoạn này có thể nói là cái bài ngữ âm và bài trọng âm là một dạng bài mà chúng ta cần cái kiến thức nó khá là chắc, nó khá là cơ bản, và nó mất khá là nhiều thời gian để mà học từng từ, đúng không? Thì nếu mà bạn nào đã không có thời gian để học phần này thì cô Trang sẽ cho các bạn một chút bí kíp nhé. Ok, thế thì ngoài những cái phần mà chúng ta học những cái common spelling đó, tức là những cái cụm âm này thì sẽ thường là được đọc như thế nào, thì các bạn rất là để ý cho cô Trang những cái âm câm, bởi vì những cái âm câm thì thường là rất là hay ra trong đề. Có lẽ ví dụ như là phụ âm bờ, thì nếu mà những cái từ mà hay có đuôi á là mờ bờ, bờ tờ, thì chữ bờ đó thường là câm, và đây là một số các cái ví dụ đó. Hoặc là đối với cả SC chẳng hạn đó, thì cái từ C này thường là đọc câm này đó, và DG đờ thì sẽ câm này. Có đuôi E, tất cả những từ có đuôi E thì E cũng thường là âm câm này, đúng không? Và đuôi GN thì G thường câm này. A, O, U cộng L thì L sẽ câm. Ok, và một số những cái cụm từ khác thì các em sẽ phải học hai cái bảng vừa rồi của cô Trang thật là kỹ nhá. Nếu bạn nào không kịp, chưa bao giờ biết cái này, chụp ngay lại màn hình hai cái slide mà cô vừa trình chiếu cho các em, học thuộc lòng cho cô Trang trước khi thi, và dựa vào đó các em sẽ làm được rất là nhiều những cái câu khó. Cô lấy ví dụ một câu như thế này, đúng không? Ok, có thể các bạn không biết từ, không biết là shuffle là gì, crumb là gì, thậm chí không biết that là gì đi sang nữa, đúng không? Nhưng mà chúng ta đã học rồi, đúng không? Các cái đuôi này, bờ tờ này, bờ tờ này, mờ bờ này, thì ban nãy cô Trang dặn là gì? Chữ bờ đó là chữ bờ câm, đúng không? Nên là mặc dù các em không biết ba từ này thì cho nữa các em vẫn có thể suy luận ra, bởi vì chúng ta đọc là bamboo đó, thì cái âm bờ đây thì là không câm, đúng không? Chỉ có duy nhất cái phương án D này này, đó là có âm bầu không câm, cho nên đáp án chắc chắn là chúng ta sẽ khoanh là D. Đó, các em thấy cái sự kỳ diệu của những cái quy tắc mà cô Trang đã tổng hợp cho các em chưa? Như vậy thì không cần phải mất quá nhiều thời gian, cũng như là có một vài từ rất là khó, chúng ta vẫn có thể suy luận ra và vẫn có thể làm được bài. Trong cái phần phát âm thì sẽ có một mục nữa, đó là mục ED. Tức là người ta sẽ hỏi là cái đuôi ED sẽ được đọc như thế nào. Thì thông thường, ngoài những cái nguyên tắc cơ bản ra thì chắc chắn là các em phải học đấy nhá. Thì cô Trang muốn nhấn mạnh thêm là các em sẽ phải nắm chắc cho cô Trang những cái từ mà có thể gọi là bất quy tắc. Bất quy tắc các em nhá, đây là những cái từ này, không cần biết là trước nó là một âm hữu thanh hay là một âm vô thanh, tuy nhiên tất cả các âm ED ở đây đều được đọc là ật, đúng không? Cô lấy ví dụ này: aged, dogged, wretched, blessed, learned, wicked, crooked, naked và wretched. Ok, thế thì ở đây có 9 cái từ thôi, nhưng mà phải nắm rất là chắc ngoài nguyên tắc cơ bản nhé. Bởi vì sao? Bởi vì trong đề thi đại học có thể có những cái câu như thế này, đúng không? Ví dụ này, wanted thì mình biết rồi, needed cũng biết rồi, thì là trước tờ và đờ, thì ai đây chắc chắn sẽ được đọc là ợt, đúng không? Tuy nhiên chúng ta còn blessed và like, bình thường mình sẽ đọc là blessed, vì mình nghĩ là trước cái âm S này là một âm vô thanh thì ED sẽ được đọc là tờ, đúng không? Tuy nhiên thì như 9 cái từ mà cô Trang vừa mới cho các em xem thì có cái từ blessed, cho nên mình sẽ phải đọc là blessed chứ không phải là blessed, đúng không? Cho nên ba cái từ này
là đuôi ed sẽ được đọc là it. Chỉ có từ liked đó thì got, thì ed ở đây đọc là đờ thôi, đúng không? Cho nên đáp án chắc chắn sẽ phải là đáp án D, đúng không? Đó, thế thì thi đại học thường để phân loại học sinh là chúng ta phải rất là để ý đến những cái trường hợp bất quy tắc, các em nhá. Okay. Thế còn bây giờ rất là nhiều bạn băn khoăn với cái loại bài là trọng âm, đúng không? Trọng âm cũng là một loại bài rất là khó, mà nếu mà không còn nhiều thời gian nữa thì cô Trang sẽ cho các em một số các cái quy luật như thế này. Đối với cả danh từ và tính từ 2 đến 3 âm tiết thì thường chúng ta nhớ là sẽ có trọng âm và trọng âm đầu tiên. Cô chỉ nói là thường thôi nhá. Đó, còn đương nhiên là vẫn sẽ có những cái bất quy tắc, đúng không? Đối với cả động từ 2 đến 3 âm tiết thì trọng âm lại thường rơi vào âm tiết thứ 2, được chưa? Và rất là care cho cô Trang đến các cái đuôi, được chưa? Ngoài ra thì có 4 âm tiết trở lên thì trọng âm lại thường nhấn vào âm tiết thứ 3 tính từ cuối lên nhá. Và nhớ này, phụ tố, tiền tố và hậu tố thì thường sẽ không, cái trọng âm ấy nó sẽ không rơi vào đó, được chưa? Và như cô Trang đã nhắc bên nãy rồi, rất để ý đến những cái đuôi cho cô. Ví dụ các cái đuôi này thì trọng âm sẽ nhấn luôn vào các cái đuôi này, được chưa? Nhớ nhanh cho cô cái đuôi này này. Đó, thế còn những cái đuôi này, đó, rất là nhiều đuôi, những cái đuôi mà như thế này thì sẽ có âm tiết nhấn vào cái âm tiết trước cái đuôi này, được chưa? Thế còn những cái đuôi này, đây, H, C, G, F này này, đấy, thì là trọng âm nhấn vào âm tiết cách các cái đuôi đó, được chưa? Hoặc là các cái từ kết thúc bằng ever, trọng âm sẽ nhấn luôn vào ever, được chưa? Và teen này, đôi teen thì cũng nhấn luôn vào cái đôi teen đó. Nghe thì tưởng chừng là đơn giản như vậy thôi, nhưng mà nó sẽ giúp các em xử lý rất là nhiều những cái câu khó, các em nhé. Cô lấy ví dụ câu này đi. Để bà sẽ cho là 4 cái từ này thì khoanh cái từ nào mà có stress khác với những cái từ khác, đúng không? Thế ở đây có thể có một số em nhé sẽ không biết cả 4 cái từ này luôn, nhưng mà nếu các em học kỹ những cái đuôi mà cô Trang đã hướng dẫn rồi, các em hoàn toàn có thể vẫn suy luận được ra đáp án. Được. Cô lấy ví dụ như là cái đuôi G này, chúng ta đã nói với nhau là gì, cách cái đuôi G đấy, đúng không? Thế thì ở đây có L là gì, đúng không? Có 3 âm tiết như vậy, cách đi thì chắc chắn là sẽ nhấn vào âm tiết đầu, được chưa? Thế còn ba cái này, đúng không? Thì cái đuôi yêu này, đuôi yêu này, đúng không? Thì là chúng ta đã nói là âm tiết trước cái âm đó, đúng không? Thì chắc chắn là sẽ nhấn vào trọng âm thứ 2. Còn cái đuôi C này, đúng không? Thì chúng ta đã nói là cách cái đuôi đó một âm tiết, đúng không? Thế thì ở đây có 4 âm tiết như vậy, chắc chắn sẽ nhấn vào âm tiết thứ 2. Như vậy cả 3 B, C, D này đều nhấn vào âm tiết thứ 2, và chỉ có A là nhấn vào âm tiết thứ nhất thôi. Như vậy chúng ta sẽ dễ dàng khoanh được là đáp án là A, mặc dù là chúng ta không biết nghĩa của cả 4 cái từ này và cũng không biết cách đọc luôn đó. Nhưng mà dựa vào cái đuôi thì hoàn toàn có thể suy luận được. Đó, các em có thấy cái sự kỳ diệu của những cái công thức của cô Trang đã tóm tắt cho các em không nhỉ? Như vậy chung quy lại, nắm chắc cho cô những cái quy tắc mà cô vừa mới giới thiệu cho các em để chắc chắn là chúng ta sẽ suy luận và chúng ta làm được những câu rất là khó như thế này nhé. Ok, tiếp theo này, đối với câu hỏi của bạn Hoa Anh Đào cũng như là của rất là nhiều bạn khác nữa, chiến thuật làm bài chung của bài làm đọc hiểu là gì, làm thế nào khi không hiểu hết được. Rồi ở đây có typing mistake nhé, chiến thuật. Ok. Ok, chiến thuật làm bài chung của bài đọc hiểu, đúng không? Thì đây, đọc hiểu cũng là một phần mà cô nghĩ là rất là nhiều em gặp khó khăn đó. Và làm sao để có thể làm, đúng không? Mà các em không biết hết từ, nhưng mà một điều cô Trang muốn các em nhớ là như thế này: đừng bao giờ nghĩ là mình sẽ biết hết từ trong bài đọc hiểu. Bài đọc hiểu của chúng ta thường người ta sẽ cho là chỉ khoảng 60% từ là các em biết thôi, 40% từ chắc chắn là các em không biết. Cho nên là gì, chúng ta sẽ phải dựa vào những cái câu trước, dựa vào những cái câu sau, dựa vào từ trước, dựa vào từ sau, những cái từ mà chúng ta không hiểu để chúng ta suy luận, được chưa? Và chiến thuật làm bài chung bao giờ chúng ta cũng sẽ đọc câu hỏi trước, thế nhá. Đừng bao giờ mất thời gian đọc từng từ từng câu để cố hiểu từng từ từng câu, chúng ta sẽ không có đủ thời gian để làm cái điều đó. Cho nên các em phải đọc câu hỏi trước cho cô Trang, hiểu câu hỏi, được chưa? Và quay lại bài đọc, chúng ta sẽ dùng hai kỹ năng là skimming and scanning, tức là gì, chúng ta sẽ đọc lướt một lần để định vị xem là những cái từ mà chúng ta, những cái keyword mà có trong câu hỏi thì sẽ ở đâu trong bài, tức là chúng ta áng chừng là cái câu nào trong bài sẽ trả lời cho cái thông tin mà chúng ta cần tìm, đúng không? Và sau đó thì chúng ta sẽ dùng những cái ngữ cảnh, những cái từ mà chúng ta đã biết để suy luận, và dùng cả phương pháp loại trừ để chúng ta suy luận dần
và tìm ra được đáp án mà chúng ta cần. Thì đấy là cái cách làm chung thôi. Bây giờ đi chi tiết hơn thì các bạn hiểu thế này. Câu hỏi của bạn là Grims. Cô ơi, cô có thể nói về phần tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa và một phần của đọc hiểu như là từ đồng nghĩa và giọng văn của tác giả hay không? Ok. Một câu hỏi thôi nhưng mà bạn hỏi rất là nhiều mảng đúng không? Thế thì hãy bắt đầu bằng tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa trước đi. Được chưa? Thế thì chắc chắn cho cô Trang một điều là những cái từ mà người ta gạch chân á, không bao giờ là mình biết được đâu. Chắc chắn là những cái từ đấy người ta phải tìm từ rất là khó. Các em sẽ không biết được, để các em phải dùng cái kỹ năng suy luận. Do cho nên là expect một điều là mình sẽ không biết cái từ gạch chân. Đó, cho nên là khi mà nhìn từ gạch chân không biết là đừng có hoảng loạn, bởi vì đấy là một cái điều tất yếu thôi. Và nó luôn luôn sẽ được đặt trong một câu. Cái điều này rất là quan trọng, bởi vì chúng ta sẽ phải xem xét rất là kỹ cái câu đó, và chúng ta sẽ phải dựa vào những cái từ khác và cái ngữ cảnh trong câu để chúng ta có thể đoán lờ mờ khoảng tầm 30% thôi là cái từ đấy nó mang ý nghĩa gì, nó mang ý nghĩa tích cực, tiêu cực, nó có cái không gian, nó có cái ý nghĩa như thế nào, chúng ta cũng phải lờ mờ đoán được, được chưa? Bây giờ chúng ta hãy nói đến bốn đáp án. Bốn đáp án người ta cho thì thường đó là chúng ta sẽ có từ 2 đến 3 đáp án là chúng ta đã biết từ, còn lại 1 đến 2 đáp án khác là chúng ta sẽ không biết, tức là những cái từ đó sẽ là từ mới của chúng ta, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ phải làm thế nào? Chúng ta sẽ phải dựa vào ngữ cảnh và chúng ta sẽ loại trừ. Và còn một điều nữa cô Trang nhắc trước khi thi rất là quan trọng luôn, đó là trong cái bài tìm từ đồng nghĩa trái nghĩa mà có cái phần gạch chân đó, là bao giờ người ta cũng sẽ có cái loại là gì, closest and opposite meaning. Bởi vì sao? Bởi vì trong một câu người ta sẽ luôn luôn cho mình là những từ đồng nghĩa với cái từ gạch chân và những từ trái nghĩa với cái từ gạch chân, để bài nó có thể là lừa những bạn nào mà làm nhanh ẩu đả, đúng không? Lý thuyết thì như vậy thôi, nhưng mà vào bài thì sẽ như thế nào? Cô Trang lấy luôn một cái ví dụ như thế này. Câu của chúng ta có sẽ là The book is about his sickness and subsequent resignation from his position as the CEO of the company. Ok, thế chúng ta sẽ có bốn đáp án như thế này. Cô nghĩ là rất là nhiều bạn có thể không biết đáp án A, không biết đáp án D đi. Có thể chỉ có hai cái từ mà chúng ta biết, đó là previous và following. Yeah. Thế ở đây mình cũng suy luận là quyển sách thì về cái sự ốm yếu của anh ta và cái gì đó, sự nghỉ hưu của anh ta từ cái vị trí CEO này, đúng không? Thế nên mình sẽ suy luận là ok, vậy thì thường á là người ta ốm đau rồi người ta nghỉ hưu, đúng không? Thế thì cái từ này có thể là mình sẽ nghĩ ngay là ok, following có thể rất là hợp, đúng không? Cho nên mặc dù mình không biết hai cái đáp án này, nhưng mà mình nghĩ là cái từ following lắp vào đây rất là hợp. Thế thì bạn nào nhanh ẩu đàn là bạn ấy sẽ nghĩ như vậy, bạn ấy sẽ suy luận như vậy và khoanh luôn đáp án C, bởi vì nó khá là trùng hợp với cái từ này, đúng không? Dựa vào ngữ cảnh, dựa vào các từ mình đã biết. Thế tuy nhiên thì như thế mình vẫn mất điểm rất là oan uổng, bởi vì là cách suy luận của mình hoàn toàn đúng. Vì tại sao? Bởi vì là đầu bài là gì? Indicate what's opposite. Được chưa? Opposite. Đó, trái nghĩa cơ chứ không phải là tìm từ đồng nghĩa đâu, đúng không? Cho nên cái từ mà trái nghĩa ở đây chính là cái từ mình cũng đã biết, đó là từ previous. Đó, thế các em thấy cái sự cẩn trọng là nó sẽ quyết định sự đúng hay sai chưa, đúng không? Cho nên là trong đề bài bao giờ người ta cũng sẽ cho mình một cái từ gần nghĩa với cái từ gạch chân và một từ trái nghĩa, để lừa các em là các em phải đọc kỹ đầu bài xem là opposite hay là closest meaning. Ok, cho nên luôn luôn kiểm tra lại bài nhá, 5 đến 10 phút cuối giờ ạ, là kiểm tra lại bài, chứ đừng có mà làm xong là đi về luôn là không được nhá. Luôn luôn kiểm tra thật kỹ lại cho cô Trang. Ok, bây giờ cái từ đồng nghĩa trái nghĩa ngoài cái loại bài đó thì thường các em cũng có thể gặp 1 đến 2 câu trong bài đọc hiểu nữa, đúng không? Thế thì chúng ta cũng sẽ làm như thế nào, cũng cái cách làm tương tự như vậy thôi, nhưng mà trong bài đọc hiểu thì các em sẽ phải dựa vào cái ngữ cảnh của cái bài đọc hiểu đó để chúng ta suy luận nhé. Có thể ví dụ như là trong bài đọc hiểu chúng ta sẽ có một đoạn như thế này, được chưa? Và có cái từ gạch chân là productivity, và đây là bốn đáp án ABCD. Ok. Vậy nhìn qua này, các em nhìn qua, chúng ta sẽ đọc rất là nhanh qua, thì chúng ta thấy là ở đây bài nói về gì? One of the famous Russian composers. Cái gì gì đó, đúng không? Tức là nói về một cái nhà biên soạn nhạc.
Ok, và người ta lại nói là gì? Close it emitting with the productivity. Ok, vậy chúng ta nếu mà đã hiểu được là ở đây composer là nhà biên soạn ạ, thì mà rồi chúng ta không biết hai cái từ này đi. Đó, nhưng mà chúng ta sẽ biết là fertility và creativity. Nhưng mà nói đến nhà biên soạn nhạc thì cái productivity phù hợp nhất sẽ là gì? Sẽ phải là creativity. Đó, tức là cái sự sáng tạo, đúng không? Nhắc đến nhà soạn nhạc là cái sự sáng tạo là phù hợp nhất. Cho nên là cô muốn nói là gì? Mặc dù là chúng ta có thể là không biết rất là nhiều đáp án, không biết từ mới, có thể trong đoạn này các em có thể không biết rất là nhiều từ đi, nhưng em vẫn có thể dựa vào ngữ cảnh, đúng không? Để chúng ta suy luận. Đó. Ngoài ra còn một ý nữa mà bạn nói, đó là một cái dạng rất là khó là hỏi về attitude của tác giả, đúng không? Về thái độ của tác giả về một cái vấn đề gì đó. Thế thì ở đây cô Trang muốn nhấn mạnh là khi mà mình làm cái dạng bài đó, ít nhất là mình phải biết là những cái đáp án thường người ta cho sẽ là như thế nào, thì thường nó sẽ chia ra làm ba loại. Thứ nhất là tác giả sẽ không đồng tình, tức là nó sẽ rất là negative với những cái từ như là criticize, critical, indecisive, là những cái từ rất là negative, được chưa? Tức là không đồng tình với một cái quan điểm gì đó. Ngoài ra thì sẽ có một cái loại thứ hai, đó là gì? Neutral, tức là không quá positive mà không quá negative, đúng không? Chung chung, ở giữa, trung lập, neutral. Thế còn những cái từ rất là positive, ví dụ như là supportive này, hoặc là dùng luôn cái từ positive đó, thì mình phải biết là cái thái cực đó là cái thái cực cộng trừ hay là ở giữa, đúng không? Để mình xem là trong bài đọc nó có những cái ý nào mà có thể cho người đọc thấy là tác giả có cái negative hay là positive attitude towards something. Ok, mấy cái đầu này chắc là các em biết hết rồi, đúng không? Cô sẽ không 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 đi sâu nữa. Có hai từ này có thể là nhiều bạn không biết này, cái này là phê phán, cái này thì là nghĩ một cách, cũng là gọi là có cái tư duy phê phán á. Ok, tiếp theo thì cũng sẽ có một cái loại câu hỏi rất là khó, đó là hỏi về structure của cái bài báo hoặc là của cái bài book review chẳng hạn, đúng không? Hoặc là bài essay, bài luận, vân vân. Đó. Thế thì ít nhất là mình phải biết những cái từ, những cái đáp án thường người ta cho như thế này. Được chưa? Thế thì có một cái từ mà rất là hay ra, đó là từ chronological order. Nhưng bạn nào không biết cái từ này là, mà đáp án lại vào cái từ này là coi như là xong rồi, đúng không? Thì bây giờ nếu bạn nào chưa biết là học luận cho cô Trang thì đây là trình tự thời gian. Tức là cái bài báo đó nó có sắp xếp theo trình tự thời gian hay không? Mình lại phải đi xem cái bài đó còn nó có đúng như thế không, đúng không? Cái loại thứ hai là cause and result, tức là nó có sắp xếp theo kiểu là nguyên nhân hệ quả hay không, đúng không? Là specific to generate, tức là gì, cụ thể đến chung chung hay không. Hoặc là cái loại thứ tư là gì, statement and example, thì nó có đưa ra một cái luận điểm, sau đó nó sẽ đưa ra rất nhiều ví dụ để chứng minh cho luận điểm đó hay không. Thì cô Trâm ít nhất là muốn các em hiểu rõ được những cái này để các em có thể dựa vào nội dung trong bài để có thể suy luận được các em nhé. Ok, cô lấy ví dụ một cái nữa này. Một cái nữa các em cũng rất là hay gặp, đó là gì? With what topic is the passage primary concerned? Đúng không? Hỏi về ý chung của bài, cái topic của bài là gì? Đó, thế thì thường này, ví dụ như là trong một bài đó thì các em sẽ thấy là ABCD, thì chúng ta có thể tìm thấy cả bốn cái ý này trong bài. Vậy thì biết là chọn là ý nào là cái ý lớn của bài đây. Thì cô cho nhắc là với những cái dạng này trong đọc hiểu thì thường những cái ý chung chung nhất, những cái ý lớn nhất thì thường sẽ là đúng, là cái đáp án đúng nhất. Ví dụ như thế này, the life and music of ông này, development of ông này, đúng không? Hoặc là relationship with bà này, the cause of ông này, death. Ok, thế thì các em sẽ thấy là trong bài đọc hiểu là sẽ có cả bốn cái sự kiện này đó, đều được nhắc đến. Đấy, đều nhắc đến là development of music này, đều nhắc đến relationship, đều có cả cái death của ông ấy là vì sao. Tuy nhiên thì cái chính lớn nhất ấy, bao gồm luôn cả ba cái này, đó chính là câu A, đó là the life and music of cái ông tác giả này. Thế thì chắc chắn chúng ta sẽ phải khoanh là đáp án A. Các em đã hiểu chưa? Tức là tất cả thông tin đều có trong bài thì chúng ta sẽ chọn cái thông tin nào mà nó bao quát
nó lớn nhất, nó bao trùm hết thì đó chính là đáp án đúng. Thì cô Trang chỉ muốn nhắc một số những cái gọi là một cái những cái mẹo hoặc là một số những cái mà chúng ta phải để ý trước khi thi như vậy thôi. Đó, hoặc là ví dụ như là bài điện tử thì chúng ta cũng phải rất là care đến cái collocation đúng không? Ở đây ví dụ này, những cái từ này thì chúng ta sẽ đi với từ job, được chưa? Hoặc là với những cái từ này, đó, thì chúng ta sẽ dùng từ career chứ không phải là job nữa. Và với những cái từ này thì chúng ta sẽ phải dùng từ work chứ không phải từ job nữa. Cho nên là nếu mà bạn nào thấy là mình còn yếu cái mảng collocation đó thì học thêm cái mảng này, đúng không? Thì cái mảng này thì cô Trang cũng đã có một cái list gửi cho các em qua Facebook rồi, thì bạn nào chưa có thì có thể là tìm lại trong Facebook của cô Trang. Ok, bạn Nguyễn Việt Đức, bây giờ nên tập trung vào ngữ pháp hay từ vựng đấy cô? Còn một vài ngày nữa thôi đúng không? Nếu mà hỏi câu này thì cũng hơi khó đúng không? Nhưng mà tuy nhiên chắc chắn là mình sẽ phải rà soát lại tất cả cái mảng ngữ pháp từ trước đến nay em đã học. Đặc biệt là trong lớp 12 có những mảng ngữ pháp gì rà soát lại hết cho cô Trang, được chưa? Còn cái phần từ vựng á, thì đừng có mà học lan man, mà hãy học luôn trong những cái đề, trong những cái đề thi, cái đề thi thử. Có từ nào em không biết thì em học luôn trong đấy cho cô Trang, mình không còn nhiều thời gian nữa. Yeah, ok. Thế thôi, để còn những cái câu hỏi nào mà trong cái bài giảng ngắn ngủi này mà cô chưa kịp đi qua, cô chưa kịp trả lời cho các em, thì các em vẫn có thể vào Facebook của cô, đây là địa chỉ, và sau đó thì nhắn tin hỏi cho cô. Đó, đến đi. Cô Trang trả lời chắc là sẽ hơi chậm một chút thôi, nhưng mà sẽ cố gắng là trả lời hết các câu hỏi của các em, bởi vì cô sẽ luôn quan tâm và đồng hành của các em nhé. Thế thì hy vọng là buổi ngày hôm nay phần nào đã giúp các em đỡ lo lắng hơn, cũng như là chia sẻ cho các em một số những cái techniques để các em tự tin hơn, có nhiều kiến thức hơn để chúng ta sẽ chiến đấu và chiến thắng trong kỳ thi sắp tới. Cô Trang cũng rất là chúc các em sẽ may mắn và thành công. Goodbye.